bây giờ tôi còn nhớ rõ. Vào một đêm trăng tỏ trời thanh, không bóng người nào đứng chung quanh, chỉ trơ trọi một mình thơ thần. Bên cầu đa có chùa Tinh Tấn, đèn leo heo nhân nhận trước môn. Chừng như là có sức chiêu hồn, mà tự nhiên kéo lần chân bước đến. Bên cửa tự có đèn một nến, trong sân chùa sao sến nhiều cây. Mắt nhìn qua lòng nghĩ như vậy, trong chùa có Phật hay là chăng? Sự tưởng Phật nơi lòng có đằng, người mới đem cây đến trồng đây. Kẻ hữu tâm cây cũng duyên thay, mắt càng ngắm càng say tâm nào. Cảnh thanh tịnh biểu dương tánh đạo, khác cảnh đời quyên náo tranh đua. Ta ngẩn nhìn quanh khắp kiến chùa, vào hay chẳng lòng chưa định quyết. Nhìn phong cảnh nhìn chùa mãi miết, tự thấy lòng mến tiếc dường bao. Rồi tự nhiên chân rôn bước vào, một sư cũ đón chào lễ phép. Ta cùng bắt cuối mình khép nép, rằng hôm nay chẳng biết tại sao, trong não đầu lại bắt nhói đau. Nơi phòng nội ngồi lâu không được, mới ra ngoài chân lần rảo bước. Do duyên đâu khéo hút vào đây, chớ tôi không phải ở xóm này, mà là ở cách đây mấy dặm. Sự rằng nếu thế là tốt lắm, mà nếu không duyên sao dặm chúng này. Xin mời ông tiện bước vào đây, trước lễ Phật sau vài câu chuyện. Ta dâng lời bước vào Phật điện, lễ Phật xong rồi đến hậu đường. Sự rằng người ở chúng tha phương, đến đây viếng lễ thường rất ít. Có lẽ ông sâu duyên Phật thích, mới ngẫu nhiên lễ Phật chùa này. Xin mời ông ngồi xuống nơi đây, liền đồng tử bưng khai nước đến. Sự rằng xin mời ông tự tiện, ta cảm ơn cầm chén nước lên.
Sư cùng đầm tiếp nói theo liền, đạo nếu chẳng có duyên khó gặp. Chúa này kể từ ngày thiết lập, người như ông mới gặp đầu tiên. Giữa đêm hôm đến viếng chùa chiền, thật là một kỳ duyên hy hồn. Xin mời ông đêm nay ở ngủ, để chuyện trò có đủ thì giờ. Đây cũng là do ở Phật cơ, khéo xuôi khiến người như ông đến. Tuy mới gặp nhưng lòng đã mến, ơi người như ông cũng hiếm chùa này. Lần đầu tiên mới đến nơi đây, nghe sư cũ quá lời khen tặng. Ta thừa rằng tôi không dám nhận, tôi như bao người đến viếng chùa. Chỉ khác hơn không đến buổi trưa, mà lại đến đêm khuya vắng vẻ. Bởi người tôi đang sầu lắm lẽ, khác nào như là kẻ điên cuồng. Thường đêm thường tâm não ưu buồn, ngày mất ăn cũng mất luôn cả ngủ. Mỗi khi gặp phải cơn phong vũ, hoặc thấy nghe những sự bất lành, cõi lòng tôi như bị xé bánh. Đêm mây suốt thâu cánh không ngủ, nỗi thương nhớ xa gần ấp ủ, sự âu lo bao phủ tim gan. Rồi tự nhiên nước mắt cứ tràn, không còn cách nào ngăn nén được. Nếu nằm mãi gối chăn đều ướt, và trong lòng bức rứt không an, nên thường hay rảo bước ra đàn, mượn phong cảnh để làm khuây khỏa. Suốt bao năm đều như thế cả, không ngày nào trong già thấy vui. Vẻ mặt luôn ẩn nét bụi ngùi, cười cũng chỉ gượng cười lấy con. Chính hôm nay cũng như thế đó, lòng băn khoăn chuyện nọ chuyện kia. Quên cả trời lạnh lẽo đêm khuya, cứ đi mãi đến kề âm từ. Thế tạo khéo nhiều trò thách thử, làm cho người Phật tử chua cay. Trước khi tôi để bước vào đây, đứng lâu ở bên cây cầu đa, ngắm dòng nước
thấy trong lòng già chừng như là khuây khỏa ít nhiều. Nước chảy luôn bất kể rác rèo, sớm cũng chảy mà chiều cũng chảy. Khắp quả đất cùng trong thế giải, chậm hay mau đều chảy tới luôn. Mặc cho đời có giả ghét thương, không vì đó mà ngưng sức chạy. Trong lòng cứ quanh đi quẩn lại, nước cùng ta có phải giống chăng? Ngó nước sông nhìn cảnh chùa tăng, lòng như gợi muôn ngàn câu chuyện. Chuyện mới cũ chuyện đời u hiền, rồi như ai kêu đến vào đây. Thật tôi không có ý định này, ắt sẽ có gì hay đem lại. Sư cũ rằng chắc như thế ấy, nên xin ông ở lại đêm nay, để cùng tôi tâm sự vắn dài. Nếu ông chẳng chấp đây già cả, ta liền thưa lời ông quá hà. Viết đạo đời già cả càng thâm, trẻ tuổi đâu khỏi lắm sự lầm. Được ông chỉ lấy làm quy hoa, biết chừng đâu chuyện trong nhất già. Khéo gợi nên duyên cả thiên niên, vậy xin ông lượng việc tục tiên. Giải bao kẻ đường duyên mộng mèo, ngoài trời cũng lấy làm lạnh lèo. Nếu quá khuya xin ngủ nhờ đây, sư liền rằng như thế là hay. Rồi tự bước vào ngay sau hầu. Mang bánh nước thêm ra rồi bảo, xin ông dùng ly thảo với tôi. Nhà chùa không giống ở nhà đời, chỉ bánh nước không mùi chi khác. Ta rằng cô nhiên chùa cháy lạc, xin ông đừng thắc mắc làm chi. Ông vui lòng hậu đại thế thì, lòng tôi thiệt xiết chi cắm đồi. Khách thập phương mỗi khi bước tới, các sự đều tiếp đôi thế này. Mỗi thiền đâu cũng được thơm lây, tăng giới tục cả hai được mến. Sư rằng 30 năm gần đến, tôi đem thân phụng hiến chùa này. Sư lễ nhường bất luận với ai, cũng thế cả không ai phân biệt.
Vì lẽ chữ từ bi được biết, chỉ yêu thương không ghét một ai. Lòng rộng hơn kẻ thế ở ngoài, cảnh chùa tức là thái cảnh Phật. Tâm nhà tăng khác hơn kẻ tục, tăng thay chân cho Phật ở đời. Vì vậy nên đôi vì mọi người, nên thương hết chớ nơi nào ghét. Phải tiêu biểu tinh thần siêu việt, mới là người học Phật làm tăng. Tôi ở chùa chúc mấy mươi năm, lúc nào cũng chú tâm như thế. Khách đến viện nhiều không số kể, người như ông là kẻ khác xa. Nên tôi quên đi phần tuổi già, muốn ông được luận qua nhiều việc. Ta rằng đạo tôi không mấy biết, nhưng lòng hay yêu việc thiện lương. Tâm hồn luôn hướng cảnh Phật đường, vì tin Phật là chân giác ngộ. Lúc nào cũng muốn Ngài cứu độ, không những tôi mà cả thế gian. Khổ đời nhiều giả thấy không an, có lẽ Phật mười phán đã thâu. Sư rằng việc thế gian khó giấu, mắt Phật đã xem thấu khắp nơi. Người sống trôi giữa biển khổ đời, lòng mong ước như người ông đây. Thật hiếm có và tôi ít thấy, phần đông thường lo lấy riêng thân. Nghĩ cho mình là việc trước hơn, chớ ít có nghĩ luôn kẻ khác. Cũng vì thế lắm người tạo ác, toàn là do dục đắc lợi tư. Ta thưa rằng thật đúng thế ư, cũng vì vậy loài người luôn khổ. Sự khổ chẳng mấy ai muốn có, nhưng vô tình tạo nó không hay. Cũng có người cố ý tạo gây, theo đuổi tánh xưa sai dục vọng. Trong đau khổ người cam chịu sống, vì là nuôi vọng tương lai. Vì sống vì ham muốn nọ này, nhiều người dám liều thay bất kể. Mỗi người mỗi muốn ham một lẽ, khổ khác nhau khó kể sao cùng. Dù cho là mấy bậc anh hùng, cũng khó thắng được lòng ham muốn.
ai cũng bị khổ làm rối cuốn, không người nào sung sướng tự do. Càng giàu sang càng địa vị to, trong lòng lại càng lo càng khổ. Vì ích kỷ mà lo không hở, ấy tánh chung của kẻ thế gian. Tánh này chừng nào được tiêu tan, loài người mới bình an vô sự. Không giặc giả, không người hung dữ, cũng không ai ích kỷ tôn nhân. Mong cửa thiền rộng mở xa gần, giúp thiên hạ đồng tâm cải thiền. Dù tiến bộ được bao nhiêu chuyện, loài người không cải thiện như nhau. Tiến bộ kia cũng vẫn khổ đau, chỉ phương tiện hại nhau vô ích. Sự tiến bộ tôi không công kích, chỉ luận nghe chỗ ít chỗ không. Nhìn kim thời như thể pháo bông, tôi càng thấy trong lòng bức rứt. Những nỗi của tôi đang buồn bực, ba phần tự do cuộc thế dân, còn một phần vì chữ hiếu thân. Đi đâu cũng nhớ luôn không ngớt, ngày nào nhân loại cùng sang sớt, chừng ấy tôi mới bớt nỗi buồn. Chính tôi như là kẻ đang cuồng, cuồng đạo đức, cuồng luôn thế sự. Đời mỗi bữa mỗi thêm câu nhữ, khiến lòng người thêm bị nhớp nhơ. Cứ chạy đua theo cái thời cơ, lòng người rối giường tơ muôn môi. Chôn tựu sắc bất phân sớm tối, ngày chỉ điểm tiếp nối truy quan. Cạnh tranh nhau sống mới sống sang, loài người vẫn mưu toan đủ cách. Mưu toan ấy ít khi trong sạch, hầu hết đều nhớ nhớp giả mang. Sự bán buôn đến việc dân quan, toàn giả dối như bán hát bồn. Sâu xa mây cũng thấy không hổ, tội lỗi bao vẫn kể như không. Trên đường đời số ấy rất đông, chúng dễ cảm được lòng kẻ yêu. Việc sâu tốt có người cũng hiểu, theo phần đông đành chịu xấu luôn. Lành một người còn giữ cả muôn, lành ấy khó gìn luôn đến cuối.
Có lẽ ở chính tầng mây nổi, Đức Ngọc Hoàng không khỏi đắn đo. Phạm như tôi còn quá ưu lo, huống thượng đế sao cho khỏi tham. Loại người càng ngày hơn gấu hàm, gặp bắt ăn chứ chẳng luận suy. Có đủ đồ giết hại kinh quy, để phụng sự cứ y ẩm thực. Nói tới đây ta liền nhớ sực, để hỏi sư đạo đức thế nào. Một mình ta cứ nói thao thao, thật là quấy làm sao đấy nhỉ? Có thể gọi người cuồng đạo lý, đi đến đâu cũng chỉ thế thôi. Nghĩ vậy rồi ta mới cất lời, thưa sư những việc tôi vừa luận đúng hay chẳng, nhờ sư chỉ dẫn. Sư rằng lòng bí mẫn của ông thật là người đang nói Phật tâm, lời rất đúng chứ không sai chài. Tâm hồn ông búa đầy nỗi ngoài, giữa vào tình nhân loại nói ra rất hợp lời dạy của Thích Ca. Ai nghe cũng phải là nhìn nhận, chỉ những kẻ ý tình thiên cần, chẳng nghe theo lại vẫn không chừng. Lấy tinh thần phổ độ chúng dân, nhận hay chẳng đâu cần ông nhì. Ta thưa rằng lời sư hữu lý, chính lòng tôi đã nghĩ thế ư? Dạch rõ ra các việc nên hư, nghe hay chẳng tùy người liễu lường. Không phiền trách chỉ là mong tưởng, khắp người đồng quy hướng một đường. Dù đông tây nam bắc chư phương, cùng siết chặt niềm thương nhau cả. Chẳng phân biệt kẻ quen người lạ, chỉ xem nhau tất cả là người. Đối đãi nhau một cách tốt tươi, giúp nhau sống cuộc đời no ấm. Tranh chửi mắng tránh điều đã đâm, càng không nên mưu ngẫm hại nhau. Bất luận là ở một việc nào, lấy tình thật đối nhau làm trước. Điều này nếu loại người có được, chắc không ai sống cuộc đói nghèo. Dù dân trong rừng bụi núi đèo, cũng mở mặt như nhau tất cả. Như thế mới là chân tiên hóa, cũng gọi rằng triệt để văn minh.
Sư rằng tôi rất biểu động tình, chính tôi cũng đinh ninh như thế. Tâm hồn ông nghĩ suy đau để, thật là không hổ kẻ sống đời. Trong thân người được có lòng người, ấy đâu phải mỗi ai cũng có. Tôi còn nhớ khi tôi lúc nhỏ, con của nhà hào phú một vùng, được mẹ cha cưng dưỡng túng dung. Tôi như thể là ông hoàng tử, sẵn xe cổ, sẵn nhà to bự, sẵn của tiền tích trữ dư muôn. Tôi khác nào bơm gặp gió luôn, muốn lấy được bất cần suy nghĩ. Đi học chỉ đến trường lấy gì, chớ không cần để ý học hành. Trong hết giờ lo việc yến anh, tụ bè bán lắm hành đủ việc. Tuôn tiền bạc ra không biết tiếc, chơi đủ điều không việc nào chừa. Những việc nào trong bụng thích ưa, tội lỗi mấy cũng lo cho được. Đôi bàn tát đầy như bát nước, nhưng bị bao nhiêu lượt gạt lừa. Chẳng lời ông ta lại liền thưa, xin ông kể lại cho ít việc. Sư rằng nếu như ông muốn biết, thì tôi đâu có tiếc điều gì. Đời của tôi gặp lắm ai bi, dù đã chẳng thiếu chi tiền bạc. Một việc gạt trong muôn sự gạt, tôi bị người bàn tát rất thân. Gạt lừa tôi đau đớn không ngần, từ nhỏ lớn chưa từng nghe đến. Người bạn ấy lòng tôi rất mến, từ nhà trường cho đến ra ngoài, mọi việc đều đâu cất kề vai. Đi đâu cũng dắt tay nhau cả, vui khổ thải đều trao đổi già. Gần gũi nhau thường cả ngày đêm, muốn có tiền tôi giúp cho tiền, cho đến việc tình duyên cũng thế. Lòng thương bạn hơn là huynh đệ, sự tốt nhau bất kể việc gì. Thường gặp nhiều trường hợp hiểm nguy, tôi vì bạn quên đi mạng sống. Được cha mẹ cưng như trứng mỏng, nhiều khi tôi liều lĩnh bất cần. Ít nghe lời khuyên của song thân, thường nghe những lời phân của bạn.
thói thường ấy hết còn bất mãn, ngược lại lòng người bạn chưa vừa, còn muốn thêm lắm chuyện thích ưa. Nhân vào một buổi trưa hôm nọ, bạn gọi tôi kề tai nói nhỏ, làng gần đây mới có một nàng. Tôi còn mắng vừa đẹp vừa ngoan, đêm nay có thể sang chơi nhì. Tanh hiu sắc tôi không cần nghĩ, liền bằng lòng rằng sẽ đi ngay. Về 8 giờ tôi ở đêm nay, chúng ta sẽ cùng đi một lượt. Bạn lại bảo rằng không thể được, tôi phải cần đi trước dọn đường. Sao rồi anh sẽ đến tiện hơn, có tôi sẵn chờ anh tại đó. Từ lâu rồi việc này thường có, cho nên lòng tôi chả nghi ngờ. Bảo bạn nên đi trước thăm dò, 8 giờ đúng tôi thò mặt đến. Cho rằng dịp nếu mà gặp bên, tôi đi theo giờ hẹn không ly. Nửa chừng đường trong lúc đang đi, có một tốp ra dây phủ chặt, bắt lấy tôi đành gần mù mắt. Lại lấy luôn hết bạc trong mình, còn bảo rằng muốn được tồn sinh, mai này phải mang thêm 10 vàng. Nếu chẳng có thì là mất màng. Nghe thế tôi càng hoảng thêm lên, tôi trở về len lấy đủ tiền. Tối đêm kế liền mang đến nạp, thân đã bị đánh thôi bầm dập, không dám thưa còn nạp thêm tiền. Lúc ấy lòng tôi oán chung thiên, nếu giết được giết liền mới hà. Sao mấy tháng chưa nguôi trong già, cứ nghĩ rằng sao trả được thù. Tốn bạc tiền chẳng ức chi đâu, bị đánh chửi tôi đau hơn hết. Từ ngày ấy tôi ngơ các việc, chỉ đắn đo mãi miết sự này. Lòng căm hận không thể nào khuây, tôi đi đó đi đây suốt buổi. Một hôm nọ cũng trời giông rồi, để cho tôi giải mối oan tình. Trong khi tôi đang bước thình lình, chợt gặp một bạn quen từ trước. Chào hỏi xong cùng đi uống nước, một tiệm gần phía trước đang đi.
ở nơi đây thêm một chuyện kỳ. Cô bưng nước thường khi quen mặt, cô làm ở tiệm xa chỗ khác, sang tiệm này mới ít hôm đây. Khi thấy tôi cô lại sừng mày, chào xong muốn nói ngay chi đó, nhưng cô lại nín đi không tỏ, như có vẻ nghĩ chi khăn khó. Lúc tôi còn ngồi đó uống trà, cũng đổ chừng gần một giờ qua, tự nhiên thấy cô ta bước đến, hỏi rằng bạn của ông thường mến sao lại không thấy đến hôm nay. Tôi trả lời rằng suốt mấy ngày tôi chẳng gặp mặt mày của anh, có lẽ tại vì anh không rành, thành thử không thấy đến thăm tôi. Cô lắc đầu và lại trề môi, rằng ông có tin tôi chẳng nhỉ. Có một việc rất là kinh bi, tôi muốn đem tỏ lại cùng ông. Nếu chẳng tin ắt sẽ chạm lòng, vì hệ đến bạn ông chi thích, tôi rằng có chi đâu mà mịt. Việc chi xin nói thật ra nghe, xin cô đừng có quá giặt dè, vui lòng nói ra nghe cho biết. Cô rằng chính đây là sự thiệt, tôi đã nghe tận mắt tận tai. Ôm lòng chờ đợi mấy tháng nay, nhưng không thấy ông lại vàng tới. Việc ông bị đánh thôi dữ dội, do bạn ông dẫn lối đây thôi. Vì cần tiền cho một gái chơi, nên mới xúi dục người cũng đàn, gạt rằng cô gái tớ ngoan ngoãn, để chặn ông khoan vắng cướp tiền, bảo rằng ông hiện có muôn thiên, nên dọa để lấy thêm nhiều nữa. Hồi tiệm trước nhờ tôi thường bữa, hay đứng gần bệ cửa hậu chờ. Bạn ông cùng với lũ côn đồ, thình lình lại bước vô ngồi kê. Họ nói nhỏ nhưng tai tôi đầy, vì thế nên mọi lẽ được nghe. Nhưng bạn ông vẫn thường khoe rằng thương mến hơn là ruột thịt, nên tôi vẫn tưởng rằng thân thích, không thể làm chuyện mít ấy ra. Chỉ nói đùa để có cười xòa, ai đâu nở ra nhà bối mặt. Chừng tôi nghe xảy ra sự thật, tôi ngẩn ngơ và bắt giận tôi.
chớ chi khi nghe chuyện ấy rồi đem nói hết mọi lời ông hiểu. Nàng tài ấy tất không dương diệu, lỗi này tôi cũng chịu một phần. Không đồng mưu nhưng cũng phạm nhân, lòng tôi cứ băn khoăn mãi mãi. Ông người tốt và lòng rộng rãi, đối bạn bè tiếp đãi ân cần. Lại bị người bạn rất chí thân hại, ông kể còn hơn thù địch. Tôi càng thấy lòng như châm chích, chờ gặp ông tỏ hết ra nghe, để cho ông biết có dạch dè, chớ tin lắm sẽ e khổ nữa. Nghe đến đây đầu tôi như bừa, tức giận không còn có chi bằng. Với người nào khác có thể dằn, còn với bạn đồng chăn đồng gối, nay lại nợ nhân tâm phản bội, không thể nào tha tội được đâu. Càng nhớ càng như lửa thêm dầu, liền về ngựa nằm lâu suy nghĩ. Một là bắt tấn tra cho phỉ, hai là làm nhục sĩ mới vừa. Ba mướn người bắt trôi xẻ cưa, để trả lấy thù xưa bị đánh. Lòng căm hận càng sôi sục mạnh, nghĩ tới lui không rảnh trong đầu. Tức bạn bè chơi đã từ lâu, tiền bạc tôn biết bao nhiêu kể, lại cũng bỏ cả bề danh thầy. Lời mẹ cha cũng đây ngoài tay, đối bạn bè như bát nước đầy, ân chẳng trả lại xây trả oan. Tôi càng nghĩ lòng càng chán ngán, hạng người này để sống làm gì. Mướn hung đồ giết phất nó đi, tôi nghĩ thế đến khi mê ngủ, liền trong giấc chim bao phất phù. Thấy một bà đội mũ Quan Âm, vẻ trang nghiêm khắc kẻ tục phàm. Từ ở phía trời Nam bay tới, hiện trước mặt tôi và liền nói: mừng cho ngươi xong mối nợ xưa, người bạn mà ngươi rất mến ưa, ngươi đã có nợ xưa với nó. Thuở xưa có tên Hoàng tên Giò, cũng đồng thời sanh có một niên. Võ là con một vị ngự tiền, vừa giàu có vừa quyền thế lớn. Hoàng con của một nhà nghèo khôn, nhưng trời sanh tánh vốn thông minh.
ở nhà trường học giỏi có danh, còn tên võ tánh tình ngu xuân. Được nhờ quan nhiều lần chỉ dẫn, cả hai người kết bạn với nhau. Càng ngày càng khăng khít thâm giao, việc giai cấp nghèo giàu quên cả. Cha của võ rất không ưa già, rầy võ sao chơi kẻ nghèo nàn. Không tìm người thế lực giàu sang, để kết bạn cho ngang giá phẩm. Võ bất kể lời cha rầy mắng, chơi với hoàng càng mặn thêm hơn. Hoàng muốn chi võ cũng chịu luôn, dù là viết ngàn muôn khăn khó. Coi tiền bạc rẻ như rác cỏ, lòng thương hoàng hơn vợ con yêu. Hoàng nói chi đều cũng nghe theo, đối hoàng chẳng một điều nào mít. Võ thường bị bạn giàu chăm chích, vì võ chơi quá thích với hoàng. Ai nói chi võ cũng chẳng màng, lòng võ mến thương hoàng tột bực. Bị sàm tấu bị gánh thế lực, cha võ đành mất chức hồi hưu. Ngày đêm vì hổ nhục sầu ưu, sanh bình chẳng bao lâu kê chết. Từ đó cái gia tài tiêu hết, võ trở nên thất nghiệp bơ vơ. Lúc bây giờ hoàng gặp hội cơ, đổ quan trạng được vua gọi tới. Làm một vị đại thần cận giới, vua lại đem con gái gả cho. Hoàng bây giờ chức lớn giàu to, trái lại võ nghèo sơ nghèo xác. Từ cha võ bình sanh cái thác, võ phải về chầu chức tóc tan. Nên mấy năm đã cách xa hoàng, chịu nghèo khổ lang thang vất vả. Nghe tin hoàng được làm quan cả, võ rất mừng vội vã đến thăm. Võ băng rừng vượt núi suốt năm, mới tới chỗ của hoàng trấn ngự. Hoàng chẳng nhìn nhận là bạn cũ, lại còn cho là thứ ăn mày. Bạo lính hầu kêu đánh nát thay, thêm chửi bới nhiếc xài thẩm tày. Mặc dù võ nhiều lời khóc kể, xin hoàng nên nghĩ nhớ bạn xưa. Càng nói càng bị linh đánh bừa, hoàng bảo linh đuổi sâu khỏi cửa. Võ giận tức đến tuôn máu mưa, thể lớn răng chờ thở trả thù. Chưa trả xong lòng chẳng nguôi đâu, dù chớ phải chịu đầu thay mày. Trong vũ trụ bất kỳ thế giới, hoàng sanh đâu võ lại sanh theo.
Từ trước giờ cứ thế như keo, nhưng chưa gặp dịp nào để trả. Nay người sắp đến ngày xả quả, nên nghiệp xưa phải trả không dời. Tên hoàng kia vốn thiệt là ngươi, còn tên võ là người bạn ấy. Nay ngươi giận nó làm việc quỷ, định mướn người giết hại nó đi. Thì nghiệp xưa kia vẫn còn y, nó sẽ đợi thời kỳ báo nữa. Lửa đang cháy đem dầu để chừa, càng cháy thêm lên chứ tắt đâu. Vậy khuyên ngươi bỏ ý trả thù, để dứt nợ từ lâu đã thiếu. Tiền nghiệp mấy khi người được hiểu, nóng giận bao cũng dịu lại ngay. Coi thế gian là kiếp trả vay, người nên biết từ đây khá tranh. Bà nói xong rồi quay lại mình, theo hào quang chói ánh bay đi. Tôi giật mình thức dậy nghĩ suy, cho rằng giấc mộng kỳ bí thật. Tôi vốn một con người duy vật, nhỏ lớn chưa hề biết chim bao. Gặp chuyện này quay lạ làm sao, khiến tôi bắt ôm đầu nghĩ mày. Suốt mấy bữa xét đi xét lại, đến cuối cùng tôi thấy nên tin. Vì nếu không có nghiệp của mình, thì chẳng có mộng linh này đây. Tôi bỏ hẳn tấm lòng giết hại, rồi liền kêu bạn lại nói ngay. Nếu chẳng nhờ có giấc mộng này, tôi sẽ giết anh ngay chẳng để. Bạn nghe rõ những lời tôi kể, mặt xám lên tỏ vẻ ăn năn. Liền xin tôi mở lượng hồng khoan, thể đến chết chẳng làm thôi ấy. Kể từ đó bạn tôi sửa cải, trở nên người tốt mấy hơn xưa. Tôi lại càng thêm sự thích ưa, quên tất cả chuyện xưa lầm lỗi. Nhưng ông ôi đời không biết nổi, quả này quả kia tới quả kia. Đời của tôi còn lắm nữa kìa, đâu một việc kể ra sao hết. Nghe sư kể đoạn đời bi thiết, được mộng lành mất nghiệp oan xưa. Khiến lòng ta lại bắt thêm ưa, cho rằng cũng là cơ duyên đây. Bầu trời rộng nơi nào cũng vậy, Phật không quên tìm dạy con duyên. Sư cụ con nhà của quý quyền, ly gia hẳn nhiều nguyên nhân lắm. Ta nín lặng một hồi suy gầm,
rồi mở lời chậm chậm thưa rằng: sự tu hành cũng có duyên căn, nhiều khi muốn mà làm không được. Có lắm kẻ do duyên thuở trước, hoặc là người trưởng phước lâu xa, tự nhiên tu không đợi nhắc ra, hoặc được nhắc đến là hối ngộ, như sư đã vào đường tịnh độ. Tôi nghĩ rằng nhờ có duyên sâu, mới xa lìa được cánh sang giàu, ở chùa miếu sầm nấu khổ hành. Sư rằng cũng do nơi hoàn cảnh, xô đẩy tôi bước đến cảnh thiền. Thật là không phải sự tự nhiên, đời tôi biết nên thiên kỳ sự. Ta đưa mắt nhìn nơi sư cũ, hiểu ít nhiều tâm sự đời sư. So lại mình nhiều chỗ tương như, muốn hầu chuyện với sư thêm nữa. Ta thưa ngay không còn lần lừa, rằng kể ra cũng có duyên gì, mới lôi chân đến cửa từ bi. Quên trời lạnh quên khi khuya khoắt, nghe đời của sư bài văn tắt, khiến cho tôi cũng bắt ngẩn người. Nghiệp này không riêng của sư thôi, mà còn có nhiều người như thế. Nhưng việc thiện xưa không chứa đầy, mộng lành đâu mấy kẻ thấy ra. Việc nên tha mà chẳng biết tha, nợ chẳng trả tạo ra thêm nợ. Bởi không biết nên lòng không sợ, nghĩ ra đâu khác kẻ đuôi mù. Việc bí kỳ đối với nhà sư, theo tôi nghĩ còn nhiều chẳng ít. Xin sư lấy một vài bi kịch kể thêm nghe tôi rất cảm ơn. Sư rằng tôi đâu có ngại ngần, kể nhiều sợ làm ông chán ngán. Đời tôi còn biết bao nhiêu đoạn, đoạn vừa qua là bạn phản tôi, nhưng cũng chưa đáng mấy ông ôi. Đoạn kể mấy tay trời hơn nữa, cùng vào lúc tuổi xuân đang thờ, bạn lừa tôi sau đó ít lâu. Tật chơi bời vì đã ăn sâu, chỗ tửu điếm nơi đâu cũng tới. Một hôm nọ ở nơi giả hội, được gặp người con gái rất xinh. Trông thấy tôi cô lại liếc tình, tôi gọi đến ngồi gần bên cạnh. Tình có rượu khiến tình thêm mạnh, nghe đờn ca thêm tanh bướm ông. Thói đã quen ưa khách má hồng, gặp gái đẹp khiến lòng thêm mệt. Lời tình tứ bao nhiêu tuôn hết, toàn những câu tha thiết yêu đương.
lôi gió trăng cô cũng chẳng nhường, lời luận biện mỗi đường thông thay. Kể từ đó tôi thường đi lại, cả hai đàn đều thấy thích nhau. Rốt cuộc cùng mở đồng nguyên đạo, mối tình ái giữa nhau càng siết. Tôi đặt sự yêu cô trên hết, lúc ấy tôi như điếc như mù, chỉ biết cô chẳng biết ai đâu, không cô sẽ hoàn cầu không có. Yêu đến đổi cửa nhà đều bỏ, ở bên cô suốt cả ngày đêm, tạo một bầu không khí ấm êm, lòng tôi biết bao niềm sung sướng. Trong lúc mấy lòng tôi những tưởng, như thế là được hưởng lâu dài. Cô muốn chi tôi cũng chịu ngay, tiền bạc dẫu muốn xài đến mấy. Hơn một năm cứ như thế ấy, có một hôm cô lại bảo rằng hãy cùng nhau mở cuộc lữ hành, đổi không khí cho thêm sức khỏe. Còn nhiều chỗ rất nên đẹp đẽ, đáng cho người còn trẻ xem qua. Chúng ta đâu phải hạng tuổi già mà ngồi mãi trong nhà cho uổng. Hương vị của thiên nhiên nên hưởng, để già rồi muốn thưởng không vui. Còn ngoạn du muốn biết đủ mùi, các chỗ phải dạo chơi chậm rãi. Nhưng cốt yếu số tiền trong đài, cần đem theo nhiều mới yên tâm. Thói thường nghe lời của cô phân, dù ai cũng nhận nhìn là phải. Vì thế nên tôi không hề cãi, liền về nhà mở lấy tiền theo. Cố nhiên là đem một số nhiều, để dựng bụng đúng theo cô muốn. Trong lúc mấy lòng tôi sung sướng, được cùng cô đi thượng cảnh xa. Trời có trăng đêm mây sáng loạn, tàu trong lúc chạy qua eo biển. Trời mát mẻ thêm quang nguyệt điện, khêu gợi lòng anh yến chi bằng. Dù cho ai không muốn xem trăng, cảnh này cũng không dằn sao được. Tôi chưa bảo cô liền mời trước ra bể tàu hông mát xem trăng, có phải là thú vị hơn chăng? Ngồi mãi trong phòng khó chịu, lời cô bảo trúng ngay chỗ yêu. Tôi bằng lòng liền níu lấy tay, dắt nhau lần ráo bước ra ngoài. Vừa đi lấy vừa lời to nhỏ, rồi cùng vừa lan can đứng ngó. Cảnh êm đềm còn có chi hơn?
chỉ hằng xem cũng bắt ghen hận, cho rằng cặp tình nhân quá khích. Tiếng máy tàu chạy nghe thình thịch, pha lẫn lời yêu thích gái trai. Nung nấu lòng thêm nỗi mê say, bao nhiêu chuyện ở ngoài quên hết. Nhưng than ôi lòng người khó biết, trong lúc tôi đang siết tay cô, nơi lòng không còn chỗ nghi ngờ, thình lình bị cô xô xuống nước. Giờ phút mấy mọi người an giấc, cố nhiên không ai biết hay chi. Tưởng thân tôi bị cá nuốt đi, mãi nhờ có thuyền câu cứu vớt. Khi tỉnh lại sau hồi chết ngộp, mới vừa tức vừa nước mắt tràn trầy. Tự trách mình sao quá si mê, bị ác phụ đánh lừa không biết. Nghe đến tiếng yêu đương tha thiết, liền tình theo không xét mới lầm. Nếu không nhờ ngư lão từ tâm, thân này đã tự trầm đáy biển. Tự trách tôi ấy là một chuyện, giận cô kia tán tận lương tâm. Đã cùng nhau chung gối ăn nằm, muốn chi cũng chiều làm theo cả. Tiền bạc đổ ra như nước lã, lời ai ân cũng đã chứa chan. Nay lại đành đem giả xoáy lan, giết mình cách sâu thân xuống biển. Hơn năm trời luôn nuôi ông Kiên, lòng tôi càng nghĩ đến thêm hận. Từ đó cho đến 4 tháng hơn, tôi như kẻ mất hồn thơ thần. Mỗi ngày mỗi đó đây vớ vẩn, mượn rượu làm cơn giận nguôi đi. Ngày nào như ngày nấy ly bì, quên nhà cửa quên đi tất cả. Tôi lúc ấy chính trong lòng già, chẳng còn tình nhân quả là chi. Cho đời mình còn có ra gì, ở tốt mãi chuyện nguy cứ gặp. Trong khi đó tôi mong trời sập, để chết tôi chết hết loài người. Trong lòng không còn muốn sống đời, chan đến đổi thấy người đều ghét. Tha hồ uống rượu chè bé bét, gây gỗ luôn không biết từ ai. Bỗng một hôm trong lúc rượu say, tôi lại bước vào ngay một tiệm. Đó cũng chính là nơi tửu điếm, mơ gặp một cô trang điểm rất xinh. Nhìn kỹ ra tôi bắt hoàng kinh, chính là kẻ xô mình trước đây. Tức thời tôi liền kêu cô lại, cô giả vờ ra kẻ không quen. Và chính cô cũng đổi khác tên, bảo rằng chẳng hề quen tôi cả.
nghe cô nói lòng tôi giận hoang. Bảo rằng cô là kẻ sát nhân, gần gũi nhau đã một năm hơn, nay lại bảo không quen biết tới. Tôi giết người muốn cho được khỏi, nên dùng lời nói dối phải chăng? Lúc ấy cô lại nói lớn rằng, ngày tôi say rượu nhìn lầm nói bậy. Cô vào trong kêu người khác lại, kéo tay tôi bảo phải đi ngay. Nhược bằng còn ngồi nói giống dài, sẽ kêu linh bắt ngay tức khắc. Không chứng cớ chỉ đem làm chắc, tôi đành cam chịu nhục đi ra. Từ đó đi về đến tới nhà, tôi oán hận kể ra sao hết. Bị xô xuống biển sâu gần chết, nay lại còn bị nhiếc xài thêm. Câu chuyện này quyết chẳng để em, mi làm sao rửa được hềm mới chịu. Qua suy nghĩ đầu tôi nặng trĩu, suốt mấy ngày ăn ngủ không yên. Con người tôi dường thể như điên, nổi giận tức càng lên cực độ. Cuối cùng tôi lấy con dao nhỏ, quyết đêm khuya chặn ngõ cô về. Giết phức đi dạ mới hạ hay, thứ bất nghĩa sống chi vô ích. Vừa nghĩ thế thì trong người mệt, nằm lăn ra ngủ mất hồi nào. Hiện thấy ra một cảnh chim bao, cùng bà lão thấy lâu rồi đó. Nương hào quang bà sáng nói rõ, ý ở này người tuổi trẻ kia ơi, đó cũng là nghiệp báo lâu đời, hãy vui trả cho rồi chớ hận. Cách khoảng đây cũng lâu xa lắm, mi có vợ chồng tên Phấn tên Nga. Nga mặt mày có chút xấu xa, nhưng tính nết thật là rất tốt. Phân muộn chi đều chịu theo nốt, dù cho là những việc khó khăn. Phân lại là có tánh cọc cằn, ngày thường đánh chửi Nga hơn con vật. Lòng Nga biết bao nhiêu buồn bực, những thương chồng quên hết đớn đau. Phân dù làm khó dễ cách nào, hồi cũng lòn cuối chịu theo tất cả. Mặc dù thế phân không vừa già, đi rượu chè mèo mã lung tung,
Khi về nhà quát tháo hành hung, vật không đậm cung tung cùng đa. Tuy Nga rất lấy làm buồn bã, nhưng vẫn lời nhỏ nhẹ khuyên can. Phân chẳng nghe còn chửi mắng gian, Nga đành phải nín thinh để chiều. Không khi giữa gia đình nặng trĩu, mọi việc do phấn tạo gây ra. Lúc ấy lòng của phân chán ngang, lại đi lấy một cô gái khác. Nhân một hôm trời trong gió mát, phân dùng lời dối gạt bảo ngang: hãy cùng nhau đi dạo núi xa, đổi khí hậu ở nhà buồn quan. Nghe chồng nói Nga mừng trong già, tưởng chồng mình cải quá ăn năn. Nga liền lo sửa soạn hành trang, rồi cùng phân đi xem cành núi. Phân rằng muốn có nhiều gió thổi, cần leo lên cho tới chốt cao. Nga nghe lời rồi phấn cùng nhau, trèo đến chỗ thật cao đứng ngó. Lòng của phân Nga đâu biết rõ, trong lúc Nga đứng ngó phía xa, bất thình lình phân lại xô ngang, rơi xuống vực thẳm xa mù mịt. Phân cho rằng là Nga đã chết, liền trở về tôm hết của tiền, dẫn tình nhân đến một chỗ riêng, tạo lập một gia đình mới khác. Trong lúc ấy thân Nga tưởng thác, nhờ rớt trên ở các dây biềm. May có tiểu phu được trông xem, cầm về trái thuốc men lành mạnh. Nga trở về nhà thì vắng lành, phân bỏ đi biết giảng hồi nào. Nga buồn rầu thành phát bình đau, cách đó một năm sau bỏ màng. Linh hồn vẫn ôm theo nỗi oán, từ lâu rồi chưa đặng rửa ra. Phân là người, cô ấy là Nga, nghiệp oán ấy nay đã mùi mần. Đành phải trả chớ không thể trốn, mấy người nên mừng chớ giận oán chi. Nay nếu người mưu giết cô đi, sau này phải trả nguy hơn nữa. Tình dục vốn là nơi biển lửa, rơi vào thường bị nó thiêu đi. Muôn dứt xong cái kiếp mê si, người hãy sớm quy y tu tình. Bỏ tất cả những mùi chung đỉnh, cùng chừa đi các tính muốn ham.
lìa sự đời vào cửa thiền lam, chịu khổ hành lo làm Phật sự. Dình chay lạc giới răng luôn giữ, trong lòng luôn niệm chữ A-di. Mặc cho đời ngạo bán khinh khi, học theo Phật từ bi hỷ xa. Kẻ hung ác với phường gian trá, được lời to cũng chả lâu dài. Chỉ tạm thời hưởng lấy hôm nay, nhưng phải trả ngày mai đau khổ. Lấy kiếp người để mà hiểu rõ, xưa làm chồng giết bỏ vợ hiền, nay bị người mưu hại liên miên, tốn tiền của không yên thân sống. Tạo nghiệp chẳng khác nào gieo giống mơ, gieo thứ nào lên mộng thứ ni. Đừng tưởng rằng trời chẳng biết gì, luật nhân quả không lý một mày. Hại người tất bị người hại lại, làm phải thì có phải trả cho. Ý tự nhiên của mấy thiên cơ, nay hay thuở ngàn xưa cũng thế. Kẻ dân già hay ông hoàng đế ơi, cũng nằm trong định lễ trả vai. Cân công bằng chẳng vì tư ai, có vai tức có ngày phải trả. Thứ chậm trai thứ mau có quà. Tùy nghiệp nhân nặng nhẹ mà ra, chớ cho rằng trời chẳng thấy quang. Gian dối mãi ấy là lầm lạc. Có một việc ta cần nên mách, để cho người được biết lo toan. Khắp hoàng cầu sắp có chuyện gian, cuộc biển hải thương tan rất lớn. Thay cảnh vật rửa đời như bần, không nơi nào trốn tránh khỏi đâu. Tự ngàn muôn triệu kiếp xưa lâu, vẫn thay đổi biết bao nhiêu lượt. Lặp lại mới cho người hữu phước, sống thanh bình sống cuộc an cư. Người khá mau biết kiếp hoài hư, lo tu tịnh lánh đời mong quyền. Nói đến đây lão bà liền biên, có một luồng gió lạnh thổi qua. Tôi giật mình vội mở mắt ra, lần nhớ lại lời bà trong mộng. Tự nhiên thấy lòng tôi cảm động, mới bắt đầu nghĩ đến có thần. Từ trước nay tôi vẫn tưởng rằng có người chứ Phật thần không có. Tôi đã có nhiều lần xiên xò, những hạng người bảo có Phật thần.
nay được nhờ thấy mộng hai lần, cũng một vị nữ thần như trước, giải rành việc quả nhân tội phước. Nhất là cho biết được tiền căn, khiến lòng tôi mừng rỡ vô ngăn. Lúc mấy tôi còn mang giáo nhỏ, tôi lấy ra ném bỏ ngay đi. Lòng oán hận cũng hết tức thì, kể từ đó cứ suy nghĩ mày. Mặc dù đã có nhiều của cải, từ lâu rồi đủ loại ăn chơi, chỉ vui say trong một phút hồi, qua rồi vẫn thấy đời vô vị. Lần lượt hết qua thời ấu trì, già đến rồi khổ lại còn hơn. Kê chỉ đi ra cỏ ra phân, ai cũng thế không hơn nữa được. Kiếp người đến đó là rốt cuộc, khác nào như một giấc chim bao. Nỗi bấy nhiêu cũng chẳng làm sao, huống thần giấc chim bao đã dài. Đời sắp đến tan thương biến hài, nếu thế thì còn cái chi đâu. Chỉ còn phương quy Phật hỏi đầu, hồi mai ra giải được câu trần khổ. Nghĩ như vậy liền trong khi đó, tôi bèn đem nói rõ cha tôi. Buổi đầu cha tôi chẳng ưng lời, sao rốt chịu cho tôi quy Phật. Nhưng bảo tôi tìm người đại đức, để quy y khỏi thất chân truyền. Lúc ấy tôi đi khắp chùa thiền, nhưng đâu cũng không đành bụng cả. Bởi phần đông chấp câu nhân ngã, cho chùa mình hơn cả các chùa, toàn là theo cái lối bán mua. Mua cung thì mua đồ chung mới, thấy sự tăng lắm người giả dối, làm cho tôi muốn thối tâm thần. Nhưng xét vì họ cũng phàm nhân, bọn họ chỉ một phần tử sâu. Không phải các sư đều vậy rau, cố tìm thêm một dạo nữa xem. Thẳng như đâu đó cũng luốt lem, đến chừng ấy bỏ em cũng được. Thế theo lời thần linh mách trước, mình có duyên với Phật chẳng không. Vì ráng đi tìm kiếm giáp dầm, có lẽ đến cuối cùng sẽ gặp. Lòng nghĩ thế tôi đi tìm khắp, mấy chót hết tôi đến gặp chùa này. Một nhà sư có tiếng gần đây, là chân chánh khiến ai cũng mến. Trong lúc đó khi tôi bước đến, thấy mặt sư trong bụng liền tinh.
đức hành sư thấy lộ ra hình. Người đoán chân nói năng lề lôi, từ đó tôi quy thọ giới ở chùa này cho tới bây giờ. Thật đúng câu đạo có duyên cơ, duyên cơ chẳng khó sợ gặp đau. Do giấc mộng gặp thần mất bào, khiến cho tôi vào đạo tu hiền. Chuyện ấy truyền đến kẻ sống riêng, có nhiều kẻ đã nghiêng theo Phật. Nãy giờ ta ngồi nghe sư nhắc, chuyện kể ra cũng rất hiếm hoi. Sư vừa ngưng ta lại mở lời: cảm ơn cụ kể đời của cụ, thật là một cuộc đời công tử. Bỏ đi tu là sự ít ai, nếu chẳng duyên sâu với Phật đài, khó vào ở chốn này lắm cô. Vì rằng đã từ lâu nhiễm đủ tánh quen theo các sự ăn chơi, khi vào đây mọi việc đều thôi, chịu giữa muối hầm hiu rất khó. Cảnh quan lạc hồng trần gác bỏ, mấy mươi năm chuông mỏ tu hành, kể ra là cùng một anh danh. Đâu phải kẻ thường tình làm được, sư rằng cũng nhờ duyên kiếp trước. Riêng tôi dù muốn được dễ gì, từ ngày tôi vào cửa từ bi, quá hiu quạnh nhiều khi muốn chán. Nhưng mỗi lúc thấy lòng hơi ngang, được mong lành khuyên ráng lo tu. Nhờ thế mà tôi gánh công phu, lo hương khói mấy mươi năm đây. Vào ở chùa nhiều lần bị khuấy, giữa tăng ni lắm cái xảy ra. Tưởng đâu tôi hoàn tục hồi gian, nhờ cương quyết mới là vượt khỏi. Phật tuy hay nhưng mà cũng giỏi, trên đường tu tinh thôi dễ dàng. Nếu không nhờ có sự kiên gan, vào giờ tí ra liền giờ ngon. Nhìn miếng ăn đã là rất khó, nhìn thấy nghe việc đó càng hơn. Đã gửi thân nơi chốn thiền môn, còn sân nổ là không phải đau. Vì nghĩ thế bao nhiêu phiền não, mỗi ngày tôi cố tháo bỏ lần. Suốt mấy mươi năm chẳng hề ngưng, sống cũng chẳng dám xưng rằng hết. Có lẽ phải trì tâm đến chết, được hay không là phúc cuối cùng. Trước Phật đài thề vẹn thị chung, dù sanh tử tôi không thể bỏ.
Tinh chân lý là đường sáng tỏ, mọi việc do theo đó không lầm. Phật là chân giác ngộ hơn phàm, lời Ngài dạy cứ làm ắt trung. Ta rằng lời của sư rất đúng, Phật vì thương sanh chúng nói ra. Nói vì lòng tự giác giác tha, không phải nói để mà thủ lời. Những chỗ của Ngài thông hiểu tới, nói ra cho người khỏi lạc lầm. Ấy chính là do cái từ tâm, nên nghe đến để làm thì tốt. Có nhiều kẻ báo rằng không hợp, chẳng qua vì cố chấp một bên. Nếu lấy lòng quảng đại công nhiên, phải nhìn nhận không xiên xỏ được. Ví dụ bố thí không chấp trước, làm ân không mong được trả ân, ấy mới là thật có lòng nhân. Điều này có phải chăng tốt đẹp? Không như thói thường lòng nhỏ hẹp, tay trái đưa tay mặt lấy vào, giúp người mà không được trả mau, sanh hờn trách hoặc mưu nhiễu hại. Không luận đến trong hàng giáo phái, chỉ vừa vào nhân loại để phân. Người hại người là việc bất nhân, ngu mày cũng cho rằng vô lý. Người không được vì lòng ích kỷ, đi hại người vì lý bất công. Điều này người muốn miệng một lòng, nhận rằng đúng chứ không thể cài. Thẳng như con người cho rằng trái, trái ấy tự không phải trái công, trái cá nhân không trái đại đồng. Trái vì kẻ chỉ trong một mặt, tôi muốn nói rằng lời của Phật là lời chung của khắp chúng dân, chớ không riêng của một cá nhân. Vừa một mặt xét phân là sai. Tôi rất muốn sao toàn nhân loại lấy tinh thần quảng đại xét suy, sẽ hiểu rành tâm trạng từ bi. Chừng ấy chẳng còn nghi nữa được. Sư rằng cũng lấy làm mong ước, mọi người đồng hiểu được Phật tâm, để sớm lo giải nghiệp mê lầm. Mày cho đâu đó hết cơn sầu khổ, nhưng nhận thức mỗi người mỗi chỗ, ơi không cùng chung trình độ như nhau. Thành thử dù có lắm ước ao, tôi chỉ thấy chim bao một cành. Ta rằng cô nhiên vì khác tánh, mà mỗi người nhận định sai nhau. Nhưng người tu cứ dần ước ao, cho nhân loại cùng nhau hướng thiền, biết rằng khó thành như ý nguyện.
Nhưng ý mong điều thiện cứ mong, cố làm dù cho được hay không, vẫn tiêu biểu tấm gương bác ngay. Sự rằng lời của ông rất phải, lòng của tôi cũng thấy thế ni. Nên từ lâu tôi vẫn cố lì, lòng nguyện ước không khi nào bỏ. Tôi thường khuyên thập phương lớn nhỏ, làm hiền lành chừa bỏ hung hăng, đôi với nhau lấy lẽ công bằng. Và dình cách ở ăn trong sạch, lòng nhớ niệm A-di-đà Phật, sẽ được qua khổ ít tai nạn. Ngài lâm chung có Phật bước sang, rước về cõi Tây Phan tịnh độ. Có nhiều kẻ nghe tôi khuyên dầu, biết ăn năn hối ngộ rất nhiều. Nay buồn tôi như bông xế chiều, chẳng còn sống bao nhiêu tuổi nữa. Sự khuyên nhủ người đời tu sửa, sẽ không còn mấy bữa nữa đâu. Bỏ xác tôi không chút buồn rầu, nhưng tiếc sớm ngưng câu giảng giáo. Ước gì được trường xuân bất lão, để kéo dài ngày giáo độ đời. Hiện nay trào văn vật thành thời, thiếu đạo lý người đời dễ lụy. Một ngày một thêm nhiều thuyết nguy, biết bao trò quá mỹ gạt người. Kẻ tu hành nếu thiếu kém lời, sẽ không giúp cho người tình mong. Cứ quay cuồng theo luồng mới sống, càng ngày càng mơ mộng thêm lung. Mặc cho tâm trí nghĩ lung tung, khiến thân sống như cầm thêm rò. Tôi nhiều lúc canh ba chuông gò, giấc chưa an cứ nhớ sự đời. Lo sao cho giải thoát mọi người, khỏi đau khổ của đời tám vật. Kiếm tiền chẳng phải là sự thật, chỉ đóng vai trong một tấn tuồng. Trên mắt đào kép lộ vui buồn, chỉ giả vui chứ không phải thật. Kẻ xem đó lại rơi nước mắt, tưởng cho là sự thật rất lầm. Phải làm sao tin được chân tâm, biết thật giả khỏi lâm sầu tham. Hiện tại có nhiều điều dễ cảm, cũng chỉ làm thỏa mãn xác thân. Những xác thân là cái tạm trần, bồi bổ mỹ cũng không bất lão. Càng trao chuốt càng thêm khổ não, rốt cuộc rồi mộng áo quần không. Bao nhiêu điều chế tạo luôn công, không cứu được xác thân khỏi chết. Tôi nghĩ thế nên xem thường hết, sự phấn son con hát một màu.
Đại sự là cần dứt khổ đau, làm nhân loại hết câu lão từ. Điều này ngày nào chưa thành sự, tiến đến đâu cũng chỉ trỏ hề. Không thể làm tôi bị say mê, trái lại chỉ thêm ghê gớm nữa. Tôi đã gặp lắm lần binh lừa, thấy loài người hùng hổ như nhau, gặp mồi toan ăn xe quấu quào. Phải hay quấy nào đâu đếm xìa, giờ trước bệnh giờ sau bị chìa. Mạng sống người mục rẽ giường bao, càng thấy càng bắt và ngắn ngao. Lòng tin Phật càng cao thêm nữa, ăn khoai bắp để cho qua bữa. Chính là cơn nước lửa đó ông, người chỉ lo ta độc hữu sống, quên rằng hiện trong lòng đang đói. Tôi lúc đó dù cho muốn nói, cũng không làm sao gọi ai nghe. Thật thì mê khó dục cơn mê, chính là cảnh đã qua rồi đó. Ông đâu biết người tôi lúc nọ, tôi đã già nhưng có yên đâu. Chỗ này hầu chỗ khác cũng hầu, ăn để chẳng ngủ đâu yên giấc. Thì việc thế xét ra lời Phật, tôi ngậm cười cho cuộc thế gian. Thân chưa xong lo việc bao đàn, đợi đến lúc hơi tàn mới hối. Thật đáng chán sự đời giả dối, nhưng làm sao cho mọi người tin. Cứ ngồi đây gõ mõ tụng kinh, không giúp được nhân sinh tỉnh thức. Muôn đi khắp gần xa giảng đức, ngắt vì tôi thân xác đã già. Lúc trẻ thì chưa hiểu rộng ra, khi hiểu được thì già khôn liều. Cánh trái ngược dù ai cũng chiều. Ông là người thông hiểu đạo đời, lại cũng còn tuổi trẻ đương thời. Có đủ sức hơn tôi gấp mấy, còn nhiều ngày giúp cho nhân loại quay về đường chánh đại quang minh. Tôi nghĩ ông nên mở rộng tình, đem chân lý kêu lên khắp chốn. Ta rằng tôi hoàn chi thân khôn, biết bao nhiêu chỉ dẫn bấy nhiêu. Nói cạn lời chẳng tiếc một điều, từ lâu chẳng ngớt kêu tu tình. Cũng có kẻ cho rằng nói phình, hoặc báo là quan niệm lỗi thời. Tôi cũng không vì đó ngưng lời, vẫn khuyên đến khi người nhận phải. Đang ôm nặng khối tình nhân loại, đời của tôi cần phải hy sinh. Không riêng tôi đến cả gia đình, xin hiến hết
cho dân không tiếc, miệng dân chúng tu hành sớm biết, thân tôi dù phải chết cũng vui. Sư cụ vừa nghe đến lời tôi, vừa vui vẻ vừa lời kính cần, rằng tôi chẳng phải là quê nhàn. Lúc nãy tôi thấy dáng người ông, tự nhiên tôi thổi thộp trong lòng, cho rằng chẳng phải thường nhân đây. Chùa này biết bao người qua lại, tôi chưa hề kinh hãi một lần. Nay thấy ông tôi khiếp tinh thần, có thể nói là lần thứ nhất. Nãy giờ nghe ông phân đạo đức, tâm linh tôi đã mất không sai. Như lời ông vừa nói trước đây, đâu có phải mỗi ai cũng nói. Đầy bác ai ẩn sâu tiếng gọi, thật tình yêu nhân loại đại đồng. Nếu tăng ni đều cũng như ông, ai đâu dám đem lòng khinh về. Tuy thân xác của ông son trẻ, nhưng tâm hồn già cả còn thua. Tuy 30 năm ở nhà chùa, tôi rất thẹn rằng chưa bị kịp. Cuộc gặp gỡ này đâu mấy dịp, xin ông vui lòng tiếp nói thêm. Hôm nay dù có thức suốt đêm, tôi vẫn chẳng thấy thèm buồn ngủ. Và như tôi tở cây héo rũ, gặp ông đây như có mưa vào. Tôi có duyên với Phật dường bao, nay nghe đạo mai giàu có chết. Ta ngồi nghe đệ sư nói hết, xong rồi ta mới tiếp thưa rằng. Tôi cũng mang mình thịt xác trần, sự khen quá tôi không dám nhận. Người thương người ấy là bổn phận, có lạ chỉ khen tặng quá lời. Tôi đem thân công hiến cho đời, ấy cũng chỉ làm nơi bổn phận. Kẻ làm sớm người thì làm muộn, đã là người ai chẳng thương nhau. Thế cho nên giúp đỡ dường bao, cũng không thể tự hào chi được. Lúc nào cũng mát là tanh nước, ấm tự nhiên là sức mặt trời. Tuy giúp đời chẳng tưởng giúp đời, ấy là bổn phận người phải biết. Từ sanh tiền đến khi nhập diệt, Phật há không xương thuyết ấy sao? Nếu tôi còn sống sót ngày nào, tư tưởng ấy vẫn rao truyền mãi. Sự rằng thật là chân bác ngày, tư tưởng ông quảng đại vô cùng. Có mà không, không cũng vẫn không, gương soi vẫn mãi lòng chẳng vương. Tưởng không tưởng mới là thật tưởng, hưởng mà không thì hưởng mới chân.
Nhận thức ông khắc lỗi thường nhân, hiện tại đang tay chân Đức Phật. Ta rằng đạo vốn là sự thật, lấy đó làm trụ cốt nói ra, tất nhiên là chân lý không xa, cũng chẳng trái lời chư Phật dạy. Bởi giả dối nên thường biến hoài, muốn được luôn tồn tại bất di, cần chắc dinh sự thật làm quy, đặt trên cái sự gì quyến ảo. Đó là chỗ hướng về cửa đầu, muốn kệ kinh đều bảo như nhau. Chính tôi không để vấn ngại nào, luôn để trí tâm vào sự thật. Gần đây dấu tiêu tan vạn vật, sự thật là sự thật không tiêu, đại khái là chỉ có bấy nhiêu, mong ai cũng tìm theo đến rốt. Ngày nào còn kẻ chưa hiểu nốt, nhà tu hành chưa hết việc tu. Dù tuổi già sức yếu như sư, cũng hằng hai chớ ngơ bổn phận. Mai dù chết nay luôn chỉ dần, lòng từ bi độ tận chúng sanh. Gần tắt hơi còn để lợi lành, xưa nay các Phật luôn thấy cả. Sư rằng rất lấy làm quý quá, lời của ông nung dạ tôi thêm. Dù ở chùa tôi chẳng ngồi êm, thường đi lại để khuyên ba tánh. Của cung thấy mỗi khi có thành, thường đem ra cứu cảnh dân nguy. Cất nhà thương lập viện cô nhi, cất trường học hoặc xây cầu công. Các chùa khác lúa tiền dư đồng, chia nhau xài chẳng dùng cho ai. Bỏ các điều xã hội ra ngoài, vì thế khiến nhiều người bất mãn. Tôi đã đến tận nơi khuyên vàng, cần phải lo cải chánh cho mau. Cảnh chùa không phải chỗ làm giàu, chớ đổi lốp nhà tu lợi dùng. Tăng ni phải sống gần dân chúng, hưởng của đời phải dẫn dạy đời. Hãy treo gương hiền đức tốt tươi, đừng giả dối bị người nhạo báng. Sợ gì bị nhiều người bất mãn, bởi tăng ni không đặng chân tu. Đành nhân hư chứ đạo bất hư, nhưng chùa cũng tại sư mà vanh. Chán sư việc đi chùa bắt chán, một người làm cả đám mang nhơ. Làm thế là không hợp Phật cơ, tu chẳng giúp ai nhờ tu dối. Chỉ làm chướng mắt trong xã hội, đâu mở đường khai lối cho ai.
Nếu tăng ni cứ mãi thế này, cửa thiền sẽ không ai bước tới, ở chùa miếu không dình luật giới. Nhìn người đời đâu khỏi hổ hang, già thiện nam tinh nữ thập phàn, đâu ai gọi là tăng sư nữa. Chùa cũng chẳng phải nơi trốn nợ, chớ vào đây ăn ở yên thân. Phải luôn luôn hoạt bát tinh thần, nêu cao cái tâm hồn tăng chung. Đủ phương tiện giúp vua nhân chung, chẳng ngại thân trong cảnh khó nào. Thường ban vui cứu vớt khổ đau, được như thế người nào chẳng mến. Khắp đó đây tôi thường đi đến, chùa nào tôi cũng khuyên thế ni. Bạn ngã to như núi Tù Di, ít người chịu bỏ đi chuyện dối. Mượn chùa để làm nơi thủ lời, ai xem qua chẳng khỏi buồn lòng. Lời Phật thì đáng kinh đáng tôn, nhưng tăng chúng ít ông mến được. Trào lưu mới cuộn như sông nước, lối tu hành cũ rích thế ni. Chỉ làm cho người bắt hoài nghi, khó dắt họ quy y theo Phật. Phải biết cầu kiến cỡ nhi tác, chớ không nên cố chấp một phương. Tùy thời cơ dùng cách thích đương, để dắt chúng vào đường giác ngộ. Không nên chấp đi đường thủy bồn, miệng làm sao tới chỗ được rồi. Chiều uống cho phù hợp thế thời, mới không khiến cho người bỡ ngờ. Đời tiến bộ đạo cần tiến bộ, lửa cháy nhiều nước chữa phải nhiều. Thuốc đầu thang thì chỉ bấy nhiêu, nhưng tùy chứng có nhiều giá gì. Không làm thế bệnh không thể trị, theo ý tôi ông nghĩ thế nào? Ta rằng lời sư đang biết bao, thật là một nhà tu xứng đáng. Sự phổ quá tùy theo giai đoạn, xem thời cơ không đặng chấp nay. Miệng sao cho dân tình cơn mê, dù phải dùng phương chi cũng được. Kẻ đương khác mà không cho nước, lại cho tiền là ngược phải chăng? Người cần tiền để giải khó khăn, lại đem nước đến dân là trái. Tùy trường hợp để mà đối đãi, chớ không nên chấp lấy một bề. Khi lấy mê đi đổ người mê, có vậy mới tiện bề dắt chúng. Lời mới nãy của sư biện luận, nếu các chùa ai cũng làm theo. Cửa thiền không đến đổi móc mèo, ba tánh sẽ kéo nhau đến biên. Chẳng cản trở trào lưu dân tiếng, giúp cho thêm phát triển tinh thần.
giữa tăng ni với cả nhân dân sẽ khăng khít không còn rời rạc. Đâu hổ mạch là người tự giác, và cũng không trái thuyết từ bi. Miệng đời đâu còn kẻ khinh khi, ai thấy mặt tăng ni chẳng kinh, từ lâu bị tiếng cho lừa phình. Sẽ tự nhiên được đinh chánh ngay, kẻ vô thần cũng bắt nghiêng tay, huống hồ với những ai mổ đào. Nhà xã hội trên nền Phật giáo sẽ làm cho trường cửu hòa bình. Trí huệ dung hòa với tánh tình, giữ vật chất tinh thần cân đối, tất sẽ thấy ở trong xã hội con người lần trở lại tốt lành. Những thói quen tự lợi tự sanh sẽ đổi lại cộng vinh cộng lạc. Không ai muốn cho ai phải thác, chia áo lành sớt bớt cơm ngon. Toàn nhân sanh cùng một tâm hồn, sống sang suốt sống không nghèo đói. Biểu hiện rõ khối tình nhân loại, cũng không thua gì cõi thiên đàng. Tinh thần ai cũng được minh quang, không ai có việc làm vô ý. Lấy tâm chủ của đời sống trí, trong đời đâu còn kẻ ác nhân. Nỗi bất bình giữa lớp chúng dân, lần lượt sẽ bình phân lại được. Việc nói đức hay là nói phước, xét không ngoài công cuộc này đâu. Rất mong rằng những kẻ sòng nâu, nối liền được cây cầu xã hội. Ngồi một chỗ luận câu phước tội, không đứng ra mưu lợi cho đời. Sẽ không gây thiện cảm với người, dù nói mãi không ai nghe đến. Huống có kẻ giỏi bề luận biện, đạo nơi thân không chuyện nào xong. Mượn kệ kính làm việc buông rong, càng dễ khiến cho dân chúng ghét. Nên bỏ hết những điều lão khuyết, phải thiệt tu và phải yêu dân. Đi đúng lời cầu đạo xa thân, ở chùa phải cho chân đạo hành. Giữ nhân cách tốt hơn ba tánh, nói thế nào làm cũng thế ni. Tránh đừng bôi lọ cửa từ bi, gương sáng của tăng ni nêu rõ. Sư cụ chẳng lời ta liền tỏ, rằng lời ông dễ có mấy ai. Luận biện theo tiếng nói đời nay, những phương pháp không sai căn bản. Khéo gói ghém đầu đuôi chắc chắn, ai nghe qua cũng đặng hiểu ngay. Quan niệm ông thật rất là hay, kết luận việc đạo đời là một.
Theo tôi tưởng nếu suy rau rốt, đạo với đời là một không hai. Nếu ai cho đạo ở riêng ngoài, đạo ấy dựa vào ai mà có? Đời cho đạo là không dinh mô, hỏi do đâu đời có kết liên? Thế cho nên đời đạo dính liền, như trái mặt không nên nói khác. Thật ông rất là người hoạt bát, xin lỗi ông sự học đến đâu. Ta thưa rằng học chữ không sâu, học tai mắt chỗ nào cũng học. Nhất là học bằng nơi tri óc, mỗi ngày tôi mỗi học không ngừng. Thường dạy tôi là cả chúng dân, cả vật chất tinh thần đều học. Sư còn nhớ câu tâm là Phật, Phật là tâm trong các kinh văn. Nếu lấy tâm làm cái bổn căn, vô học cũng như hàng hữu học. Phải hay quay vô tâm làm gốc, mọi việc chỉ cũng cốt tâm sanh. Lấy tâm suy tất biết giữ lành, học không học không nên phân biệt. Chỉ muốn biết hay không muốn biết, ấy là điều cần thiết đấy thôi. Mang thân người có đủ như người, khôn hay giải tùy nơi mỗi kẻ. Nên lấy tri xét suy cản lè, dùng chân tâm làm chỗ y cư. Thì dù cho có mấy hỏng hư, cũng nên được như người khác vậy. Thật ra cũng vì nơi lẽ ấy, nhà tu hành cần phải nhắc cho. Dựa vào tình nhân loại mà lo, chớ không phải là do vũ lời. Sư gật đầu khi nghe đây nói, và bảo rằng sành soái làm sao. Trong biển đời có đủ thứ màu, không bị nhuộm thứ nào ít có. Đủ phương tiện để mà tế độ, việc nói làm không chỗ hư hên. Lấy chỗ hư đời để làm nên, thật không khác gì anh thợ khéo. Nếu có kẻ được ông chỉ nẻo, chắc chắn làm nên đảo chẳng không. Thân đã già gối mỏi lưng cong, mà đạo lý chưa thông đến chỗ. Nay hữu duyên cùng ông tương ngộ, vạch đường chân chỉ rõ nẻo về. Một lời ông giảng giáo cho nghe, sẽ tỉnh được giấc mê muôn thuở. Ta sao hết được lòng mừng rỡ, đời của tôi còn có chi hơn. Nay được ông vẹt gúc mây trần, mai dù có bỏ thân cũng được. Sự học của ông vừa nói trước, đời ít ai học được như ông. Học bề ngoài ít kẻ học lòng,
Lo nhanh lá chứ không lo gốc, gọi rằng học nhưng mà vô học. Vô học mà học hết là ông, mỗi khi nghe và mỗi khi trông, chỗ nào cũng làm thành bài học. Chẳng những thế còn trong tri óc, vẫn luôn luôn tự học lấy mình. Ấy là phương phản tịnh hồi minh, ai cũng thế đâu sanh tội khổ. Chẳng được về chính mình khó độ, đâu còn thừa sức để dắt ai. Lời ông càng nghĩ thấy càng hay, rất quy hóa của thời văn vật, lôi luận biện không sai sự thật. Lời nói nào cũng rất tinh minh, không chấp kinh nhưng chẳng ngoài kinh, thật là lôi biến quyền rất khéo. Có đủ cách uống chiều tròn mèo, dìu dắt người khỏi nẻo lạc lầm. Nếu các tăng sư thiền lắm, hầu hết được như ông tất cả. Tất mở rộng được cơ hoằng hoa, sẽ giúp cho nhiều kẻ hồi tâm. Ta thưa rằng tại chẳng muốn làm, việc tôi biết sư tăng đều biết. Vì im thế hoặc không cương quyết, nên không lo đến việc hoằng dương. Cái lối tu tiêu cực tầm thường, vô tình đã đóng khuôn nhà đào. Ngồi một chỗ đợi chờ Phật đạo, không lo đi truyền giáo cho dân. Quen lối tu độc thiện kỳ thân, trai với thuyết tế dân độ thế. Lối tu ấy xưa nay thành lệ, nên cửa thiền càng bế hẹp lần. Tôi rất mong khắp hết sự tăng, nên theo lối tu hành tích cực. Cần liên kết và nên tổ chức, bành trướng cho đạo Phật rộng ra. Bỏ thói quen chùa họ chùa ta, cho đâu cùng một nhà Phật giáo. Có trách nhiệm giữ gìn mối đầu, khi thấy sai nên bảo cho nhau. Gương đạo màu luôn được nêu cao, có thế mới kịp trào lưu tiên. Thiếu đoàn kết, thiếu dùng phương tiện, tất nhiên không phát triển kịp thời. Càng ngày càng bị chúng bỏ rơi, không phổ biến được lời Phật giáo. Nếu muốn được mọi người biết đạo, phải gia công truyền giáo mỗi ngày. Người này rơi người khác tiếp tay, như thế mới đạo khai rộng lối. Tùy hoàn cảnh, tùy theo xã hội, tùy dân tâm của mỗi thời kỳ.
để ứng dùng phương pháp thích nghi, sẽ khiến được người quý theo đạo. Xem tánh người để mà chỉ bảo, bởi mỗi người nghiệp tạo khác nhau. Phải dắt lần từ thấp lên cao, nhất là tranh búi đầu chớ vội. Xem trình độ và xem phẩm giới, để dùng lời tương đối với người. Chớ gặp ai cũng nói một lời, sẽ không hợp với người khác cạnh. Tăng sư phải cho cao đạo hành, để hiểu ra được tánh người đời. Tất nhiên là sẽ dùng hợp lời, không chạm phải những nơi đang tiếc. Xem đến mạch chứng chi phải biết, mới cho tòa phù hợp bệnh nhân. Chứng không rành bệnh chẳng lành thân, nhiều khi hại bệnh nhân là khác. Phải thật nghiệp chớ nên nói khoác, đừng để mù mà dắt kẻ đuôi. Phật đã thành Phật mới độ đời, tăng phải đạt mới lối dắt chung. Lý không rõ nói bừa đâu trúng, nghĩa chưa thông luận bương càng sai. Thấu ngọn ngành nói dở mà hay, chưa căn cội nói hay mà dở. Mê thấy khích nhưng mà trong hờ, ngõ như sai mà có sai đâu. Thật mà quyền quyền thật rất mâu, không một cử động nào bất pháp. Chưa khai mỏ trừng không nên đập, hột còn non gieo gấp không lên. Nên làm hư, hư lại làm nên, nhà tu chứ nên quên điều ấy. Sự ngó đây mắt không hề nhảy, rằng thật là chân lý tột vời. Thế mới là tình được người đời, muôn pháp chỉ một lời gồm ca. Xin hỏi ông đường về Phật quả, nhà tu hành cần có những chi? Ta rằng không nên có những gì, mới có thể là quy Phật hòa. Sự rằng lời rất minh được dạng, xưa nay cùng chữ tổ nhất ngôn. Sống ghi tâm thác quay theo hồn, lời châu dễ khách trần nghe được. Gặp ông tở cá mà gặp nước, mê dù bao cũng được tỉnh ra. Vậy xin ông mở lượng hãy hà, dạy thêm nữa cho già được biết. Ta rằng có chi mà khẩn thiết, tôi hiểu như sư biết từ lâu.
lấy trong kinh chớ có khác đâu. Nói việc của các sư thượng tông, đường bột có mà không chịu dùng, để bao lâu thì cũng bột đường. Bánh nhiều màu nhiều thứ khôn lường, nhưng nguyên liệu vẫn đường với bột. Số ngàn muôn cũng từ con một, nhanh là nhiều nhưng gốc không hay. Kinh để xem cho rõ vài ngày, không phải để tối ngày tụng luôn. Cứ chất đóng trên bàn nhiều cuốn, chẳng chịu xem hiểu tận đuôi đầu. Thì dù cho có tụng bao lâu, nghĩa lý của một câu không rồi. Có khác nào như chim học nói, người nói sao nhảy lại biết chi. Chỉ làm cho tôi giả từ bi, không nói được bước đi của Phật. Phật đâu muốn nhà tu ân vật, ý muốn vào sông ra độc cứu dân. Luôn vui lòng vì nghĩa vong thân, tình yêu chúng sanh bằng tình mẹ. Không hề sống thân mình riêng rè, vẫn sống chung với kẻ thập phương. Nghe ai đau khổ biết lo lường, thấy kẻ dại khờ toan chỉ dắt. Bất luận ai gặp cơn nguy ngặt, ra tay không để mắt nhìn xuống. Vui cùng vui buồn vẫn cùng buồn, giữa ba tâm với mình như một. Nghèo đến đôi mũi còn một hộp, mi cùng cắn hai chia sớt cho nhau. Đôi người nghèo cũng thế người giàu, đều quý mến như nhau tất cả. Chớ trọng giàu cũng nhiều quá quả, đừng khinh nghèo chẳng có món chi. Quý tâm hơn là quý vật gì, như vậy mới là sự chân chánh. Chẳng khiếp sợ người quyền lực mạnh, không xem thường kẻ chẳng thấy oai. Mang xác trần ai cũng như ai, sai hay tình là nơi đáng kể. Có tội lệ hay không tội lệ, ấy là nơi đánh giá con người. Nhưng nhà tu đôi với người đời, tội hay chẳng cũng vui giải dồ. Vì ai cũng ở trong biển khổ, cần phải nên tế độ như nhau. Càng thấy người có lắm khổ đau, càng muốn cứu cho mau khỏi nạn. Tóm tắt phải lấy lòng bình đẳng, đối đãi trong ba tánh thập phương. Chớ biệt phân nhiều ít lòng thương, thế mới chẳng sai đường bác ngay.
rất mong các sư nên xem lại kinh trên bàn tụng mãi từ lâu. Xem chừng nào đạt lý càng sâu, lúc đó sẽ tiện câu hoành qua. Chớ ngồi mãi ở trong liêu xa, hãy bước ra đi qua độ người, làm cho người mê được tỉnh hồi. Ấy bổn phận của người Phật tử, cuộc sống chết là nơi đại sự, cần lo máu do dự không nên. Tôi cứ già mắt kẻ nhớ quên, bóng trời chẳng đứng yên một chỗ. Khi cần đổ mà không lo đổ, dịp lành quá rồi khó gặp ra. Không riêng lo cho phận mình già, lo kẻ khác cũng là sắp chết. Họ còn sống mà không đến thuyết, đợi chết đi tụng nghiệp đâu tiêu. Lúc mạnh không chịu dạy một điều, gần xuống lỗ mới kêu hành thiền. Còn giờ đâu để mà tu luyện, niệm Phật không thể niệm đủ câu. Ấy phải chăng việc đáng buồn rầu, nhà tu há chẳng lo âu tới. Thêm lại gặp phải trào lưu mới, dễ làm cho xã hội quay cuồng. Kẻ xấu xa nhiều chẳng số lương, người trong sạch đêm không mấy kẻ. Càng không thể ngồi yên lặng lẽ, nhà tu nên mạnh mẽ đứng lên. Dùng đủ lời khéo léo nhủ khuyên, khiến nhiều ít người nghiêng theo đạo, được nhiều kẻ phụng hành chánh giáo. Sẽ bớt nhiều tham não trong đời, hiểu phận mình chứ chút nào ngơi. Rất mong các tăng sư được thấy, nhiều khi chỉ một vài câu kệ mà lấp qua được bể sầu đời. Khách thiền môn há nở tiếc lời, không cứu giúp những người mê khổ. Mỗi bát cơm mỗi đầy công khô, ăn không lo thì nó chẳng tiêu. Nợ không tròn thì đau chẳng siêu, há ngồi mãi trong liêu đợi chết. Lời của đây mới vừa nói hết, sư tiếp lời rằng thật đúng thay. Nếu tăng sư từ trước đến nay làm như thế đâu ai hờn ghét. Nhưng rất tiếc ít nơi đoàn kết, và ít ai lo việc hoằng khai. Kệ kinh ai cũng tụng mỗi ngày, nhưng nghĩa lý ít ai xét tới. Kẻ xét biết làm thinh không nói, người nói thì vũ lời nọ kia.
Phận nhiều làm mượn Phật làm bia, để gạt gẫm người mê lấy của. Chính tôi cũng đau lòng đòi bữa, như lời tôi vừa đã thưa qua. Tận để chân đến các thiền gia, nhận lời phải thấy ra ít kè. Thành thử vẫn còn nhiều tập tệ, theo lối tu bể về phần đông. Suốt ngày lo ăn luôn ngồi không, không thì một chút công cho chung. Chẳng dám nói là phường vô dụng, cứ thế là đời sống ra gì. Thường tụng kinh trước tưởng từ bi, sao chẳng nhớ hành vi của Phật. Phật đâu phải là người ẩn vật, và cũng không ngồi suốt trong liêu. Vừa rồi ông đã dạy mấy điều, điều nào cũng cao siêu tất cả. Thấy những hạng tu hành dối giả, tự thấy tôi trong giả sống sang. Lấy làm thương Đức Phật Tây Phan, bị kẻ ở thế gian lợi dụng. Luật giới chẳng hề làm cho đúng, mơ cũng xưng là hòa thượng yết ma. Thì giết người bất ngại phận ta, vì là cũng đồng nhà sư ca. Cũng tại họ làm điều mang trăng, nên người đời nghĩ cả các sư. Nếu họ không cải sửa thói hư, chùa lần lượt không người đến viếng. E rằng những người đang tin tiếng, vì đó mà thôi chuyện biết đâu. Như thế là tai hại rất sâu, còn ai nói được câu Phật Pháp. Ta liền chẳng lời sư nói gấp, mà đuốc từ bi không tắt chớ nào. Hạng giả tu đông đến mực nào, đạo Phật vẫn lào lào sáng tỏ. Thời suy thành do người tạo nói, chân lý thì vẫn có một đường. Ai biết theo là phước khôn lường, ai trái lại là vương đầy hoa. Xưa nay vẫn cứ như thế cả, và từ đây cũng chả đổi dời. Biết tu là người biết sống đời, không tu ấy là người tự sát. Tu tôi nói tùng lương cải ác, bỏ đường mê nẻo giác tìm qua. Biết ngăn ngừa ý tưởng xấu xa, biết cương quyết làm ra việc phải. Đó là nghĩa của người tu cải, chẳng phải tu theo lối ngồi không. Tu cần trao sửa cả ngoài trong, việc riêng đến việc chung đều sửa. Hãy biến lợi lầm không lần lừa, giữ đôi lành trí để nhớ luôn.
tâm không cho ngoại vật làm cuồng, lúc nào cũng chủ thân được cả. Tu như thế sẽ trừ được hoạn, phẩm bực nào dù khó cũng lên. Mọi người tu theo ý tôi khuyên, chẳng toại nguyện tôi xin chịu đoàn. Sự rằng lời của ông đúng cả, nếu người tu như thế không thành. Thân tôi dù muôn thác cũng đành, trong lòng vẫn tưởng tin triệt đầy. Ông vừa bảo thành suy do thể, chân lý là một thể không hai. Từ ngàn xưa cho đến những nay, Phật Pháp chẳng bị ai làm mất. Đã là Phật trước sau vẫn Phật, tự nên không phải vật tạo nên. Vì vậy mà vẫn được vững bền, thì không bị cuộc nối chìm làm hoài. Thật là lời của ông rất phải, giúp lòng tin tôi lại mạnh thêm. Kể từ đây tôi chẳng ngồi êm, quyết nỗ lực khêu lên đuốc thiền. Kết liên với người đồng quan niệm, để làm cho phát triển đạo thiền. Cho người đời thấy rõ tục tiên, không còn nói đạo chuyên lừa dối. Chính mình phải làm cho được trời, để cho hàng tu dối nhìn vào. Sẽ thẹn lòng sửa chữa phận nào, cũng gián tiếp giúp vào họ được. Mong Phật giúp tôi nên nguyện ước, ân đức này dù chết chẳng quên. Ta rằng trời chẳng phụ người hiền, mà ý nguyện tốt sẽ nên có thờ. Giữa đường dấu xảy ra gian dở, mong xưa đừng lấy đó ngã lầm. Ví dụ làm hiện kiếp không xong, nguyện kiếp khác đi nối luôn chớ bò. Làm việc lớn có nhiều khăn khó, cứ làm luôn chớ có hẹn ngày. Đem tấm lòng cứng rắn dẻo dai, đối phó mọi chông gai cản trở. Được như thế mới sống nần nở, và đạo màu cũng sẽ tự thành. Để tà ma làm rối đức tin, việc chi cũng tan tành tất cả. Phải tin tưởng phải bền chắc, và nhất định là đạo quả sẽ nên. Tôi cũng từng gặp lắm trung chuyên, nhưng vẫn giữ lòng nguyện như một. Và từ đây đến ngày kết cuộc, cảm thấy còn nhiều khúc gai gô.
nhưng trong lòng chẳng chút sợ lo, ý chí mạnh thắng qua tất cả. Nếu không mở thông đường thiên hạ, nguyện chẳng ân cất giả lên vai. Mắt nếu còn thấy kẻ nàng tay, lòng quyết chẳng quên ngày giải thoát. Quản chi nỗi khổ đau thân xác, miệng làm sao sớm được ý nguyện. Chẳng những đời mình hết não phiền, mà kẻ khác cũng yên lạc nghiệp. Châu ngọc ha để cho phụ liếp, phải vậy dùng cho sắc chói chang. Nếu chẳng thay được khắp nhân hoàng, thì cũng ráng được một làng một nước. Nghĩa là phải làm cho nên được, không để ngỡ qua cuộc đời tàn. Luôn đấu tranh với mọi thời gian, cũng chẳng để ai làm dừng bước. Chẳng riêng tạo để mình hưởng phước, mà lo cho người được lấy duyên. Bụi hồng trần sớm gọi cho yên, cùng được thấy nhà tiên cảnh Phật. Việc trước hết ngay trên quả đất, đồng nhau chung hưởng cuộc thái bình. Chẳng còn nghe ai muốn chiến chinh, cũng không kẻ nào sanh kế bào. Giữa ai cũng lấy lòng hòa hào, biết sự phân theo đạo công bằng. Không riêng mình muốn được no ăn, nở ý mạnh lấy ngang của kẻ. Ai cũng biết nói lời nhỏ nhẹ, không ai dùng lời lẽ cọc cằn. Biết xét lòng và biết ăn năn, người nào cũng có tâm tự trì. Sống nề nếp sống theo cương kỳ, ai cũng tôn đạo lý làm trên. Mặt mỗi người đều lộ vẻ hiền, ngày ấy mới thần tiên tại thế. Người tu niệm phải nên lập thề, làm sao cho được thế mới thôi. Sống chưa làm xong xả sự đời, chết đâu được về ngồi thưởng cảnh. Sự nghe đến lời đây nhấn mạnh, khiến mắt thêm nhìn thẳng vào đây. Và nói rằng ở giữa thời nay, tư tưởng ấy ít ai có được. Vừa siêu nhiên vừa nên thích hợp, nếu phần đông người được thế này. Sự khổ đau nhân loại mất đi, cõi cực lạc tức thì hiển đơn. Lời ông khiến lòng tôi quá mến, chính ấy là bờ bến siêu sinh. Khách hồng trần lấy đó làm tin, tất sẽ được đưa mình khỏi tục. Kẻ nào biết tầm trong lánh độc, nghe lời ông sớm dứt nở đời. Chẳng bao lâu đến mức tuyệt vời, đáng con Phật đáng người yêu kinh.
ta rằng mọi việc do chữ tính, lời nói dù chân chính dường bao, không chịu đem lòng tưởng tin vào, quỳ chân chánh ấy làm sao thành được. Vì thế nên lòng tin làm trước, có lòng tin các cuộc sẽ nên. Cũng nhờ tin khổ mấy cũng quên, lòng tin giúp người thêm bền chi. Mọi việc chỉ sau khi xét kỹ, nếu chánh chân đặt chỉ tin vào, rồi cứ lo dù chậm hay mau, không chán nản miễn sao được việc. Điều này rất muốn ai cũng biết, để tránh điều hối tiếc nơi tâm. Sư rằng lòng tin cũng dễ lầm, nhưng xét trước rồi tin đúng lắm. Mỗi lời ông tôi đều suy gầm, thấy rằng đâu đó cũng khích khao, mỗi câu đều mỗi có rấp rào, chỗ nào cũng dồi dào ý tứ. Tôi xin nguyện để lòng ôm dự, làm sao cho khỏi phụ lòng ông. Sớm nên người yêu của đại đồng, mà được thế mới là không hổ phần. Trong mấy tiếng đồng hồ học vấn, hơn mấy mười năm tụng kinh suông, giúp tôi thêm biết rõ chánh đường. Công đức ấy khó lường sao hết, có lẽ ông cũng đã mỏi mệt. Đêm đã khuya trời rét thế này, xin ông vui lòng ngủ lại đây, mai rồi sẽ hồi quy chẳng muộn. Ta nhận lời của sư vừa muôn, bước theo sư vào chốn hậu liêu. Vừa nằm vừa suy nghĩ đủ điều, việc xưa cũ cũng đeo ý nghĩ. Ấy cũng một cuộc đời kỳ bi, cảnh giúp người duyên đẩy xô người. Ắt có duyên với Phật lâu đời, nên mới được có trời báo mong. Nếu chẳng vậy người đang thân sống, khó thấy người nơi chốn tiêu dao. Còn việc ta cũng lạ làm sao, đêm khuya vắng đi vào chùa miêu. Sư chẳng trách lại còn mệnh triêu, ắt cũng duyên chi khéo tạo nên. Người gặp nhau trong lúc đầu tiên, mà thông cảm là duyên muôn thuở. Ta cứ nghĩ thấy lòng không hờ, rồi bỗng nhiên đã ngủ hồi nào. Dựng hào quang liền chói ánh vào, một vị Phật ngồi cao mấy trường. Trông thấy Phật ta liền quỳ xuống, mở miệng ra vừa muôn thưa lên. Thì Phật Ngài đã nói trước liền, rằng trước đây độ bát ba niên, cũng ở nơi một cái chùa thiền.
Có một vị tu hiền rất chinh, thường tập họp nữ nam thiện tính, giải những điều đau hành cho nghe. Độ được nhiều người khỏi bến mê, khiến ba tánh gần xa đều mến. Hạng dân giả vua quan đều đến, thường do lai sang kiến nhà sư. Khiến cảnh chùa lui tới chật người, Phật Pháp cũng một thời hưng thành. Một hôm nọ vào khuya vắng lặng, có một tên ăn trộm vào chùa. Tên trộm đang khi vác khuân đồ, trong khi ấy nhà sư trông thấy. Sư liền báo nhỏ tên trộm lại, hỏi tại sao đi lấy của chùa. Trộm rằng vì con vợ chẳng no, cho nên phải làm nghề ăn trộm. Cảnh sống của gia đình rất khôn, con thì đông vợ cũng quê mùa. Không đủ ăn quần áo te tua, cực chẳng đã mới thò tay cấp. Trong lúc ấy nhà sư bảo gấp, nên bỏ đi nghề nghiệp bất lương, vì nó không khiến một ai thương. Bị bắt gặp chịu đường tù tội. Vậy ngươi phải từ đây cải hồi, lo làm ăn theo lối lương hiền. Nói xong sư vào lấy gói tiền, cho tên trộm bảo đi ra gấp. Trộm vừa xá vừa rung lập cập, lãnh tiền rồi chạy gấp về nhà. Trộm chừng khi mở gói tiền ra, bắt hoảng hốt vì là nhiều quá. Trộm vừa sợ vừa mừng khôn tà, vừa biết ơn sư có chi bằng. Cho sư là một vị chân tăng, trong lòng thấy nảy sanh kính phục. Từ ngày ấy bắt đầu tin Phật, số tiền kia giao hết vợ con, rồi lánh mình vào chốn núi non. Bỏ nghề trộm xả thân tu niệm, trở nên một nhà tu hạnh kiềm. Sao được nhiều người mến đến danh, vị sư kia con có biết chăng. Chính là cái tiền thân con đó, còn tên trộm ở vào thuở nọ. Chính là sư hiện ở chùa này, người với con duyên râm sâu dày. Cho nên khiến hôm nay tái ngộ, nếu kiếp trước không nhờ con đầu, thì người đâu hối ngộ nơi tâm. Tuy trải qua ước 800 năm, duyên ấy cũng vẫn còn khắn chặt. Nay người đã nên sư thiền đức, con cũng là nối Phật tu hành, càng khiến cho duyên ấy thêm lành. Nên người mới gặp con là mên. Duyên ấy gợi cho lòng nhớ đến, chớ nào đâu phải chuyện vô căn.
vì muốn cho con rõ nguyên nhân, nên Phật mới hiện thân đến nhắc ta cúi mình tạ ơn Đức Phật rằng còn chỉ từ trước đến nay. Nhờ Phật luôn sẵn giả chỉ bài ân đức rộng đất trời khó sanh, khi hữu sự hoặc trong khổ cảnh. Có Phật Ngài hiện đến dắt dìu lời lành cho nghe biết bao nhiêu, không nhờ Phật con đâu nên đào. Mọi việc chi cũng nhờ Phật bảo, tâm hồn con Phật tạo đấy ư. Nếu không nhờ Phật dạy nên hư, con khó biết rõ nơi tà chánh. Tuy nhiên đối với đường đạo hành, học bao nhiêu cũng chẳng thấy cùng. Xin Phật vì sự lợi ích chung, dạy thêm nữa cho con được hiểu Phật rằng con khéo tìm đạo diệu. Đạo tuy sâu sức hiểu cũng dài, đạo không trong mà cũng chẳng ngoài, nơi bổn tánh của người sẵn có. Nếu như ai muốn tìm thấy nó, lấy mắt thường thì khó thể trông, phải lấy lòng mới thấy được lòng. Có chẳng được mà không chẳng được, còn một chấp niệm nào thúc phược là vẫn còn bó buộc trong lòng. Sự não phiền không thể nào không, còn như thế là còn lúng lạc. Từ bi chẳng từ bi dương mắt, ấy mới là chân thật từ bi. Không bận tâm ở một sự gì, dù việc ngay hữu vi hay chẳng, không nghiêng tệ mới là bình đẳng, chẳng buộc ràng mới đặng tự do. Còn lấy đây làm thước để đo, xiêu hay đỏ cứ do theo đây. Ta liền chấp hai tay cúi lại, xin đổi ơn Phật dạy cho con. Không riêng con hứa sẽ làm tròn, còn nguyện giúp xa gần sống điều Phật dạy chỉ những lời cao diệu. Con dám đâu để hiểu một mình, xin truyền ra cho chúng làm tin, để trở lại nẻo lành sáng tỏ. Có một việc con xin thưa rõ, xin Phật Ngài vét mở gút mây. Hiện xác con đang sống nơi đây, thân bình lại gặp Ngài trách trở, nhiều chướng ngại cản đường quá độ. Lâm chồng gai trên lộ từ bi, muôn bước đi mau những khó nổi đi. Đường Phật giáo nhiều khi nghẹt lối, muôn đâu cũng mây lành bùa tới, ngặt gió phàm cứ thổi mãi lên. Ý nguyện này chẳng được sớm nên, lòng con thấy muôn nghìn đau đớn. Nhiều lúc quá buồn cho thời dân, muốn chết không muốn sống trên đời, nhưng nặng tình vì khắp mọi người.
Đến nay vẫn còn ngồi dương thế. Phật liền nhé lời rằng ở trẻ vẫn đen chưa phải lẽ chết thân, đã nặng duyên với khách hồng trần, phải dắt họ đến chừng hết khổ. Càng chướng ngại càng nên quá đổi, không trông gai sao rõ từ bi. Khó bước mau thì chậm cũng đi, chớ ngại lối nhiều khi bị nghẹt. Mây cứ bổ mắt tình vô quyết, cố làm sao che mắt chúng sanh. Con chứ buồn chưa toại nguyện lành, nguyện lành ấy sẽ thành tựu được. Dù hoàn cảnh khắc khe trái ngược, vẫn bình tâm chờ cuộc thuận xuôi. Phật biết con lòng chẳng thấy vui, nhưng chết cũng chưa nguôi được già. Nên sống để rộng khai đạo cả, sống làm cho thông thả khắp nơi. Không sống riêng mà sống cho đời, sống cho khắp mọi người hết khổ. Vì bác ấy vì câu quá đổi, cho nên cần phải có xác thân. Sống cho mình chỉ có một phần, muôn phần để sống sanh cho thế. Sống thì khó chết thì rất dễ, khó sống nhưng sống để cứu đời. Cả chúng sanh chưa được thành thơi, lòng từ muôn tắc hơi sao nở. Chết thân cũng chưa xong được nợ, chết ấy càng khiến dở dang thêm. Đến chừng nào biển lặng sóng êm, khi ấy sẽ nằm yên để chết. Nước tình rửa bụi trần chưa hết, chết đi ai lao quét cửa thiền. Ráng chịu lì trong cuộc đau điên, để đổi giữ ra hiền cho chúng. Gió thổi mây trời không hề lùng, nước sao bao trăng cũng sáng choang. Khổ thế nào con cũng chớ than, cứ lo tới cho đàn xuống xe. Đêm đêm thấy thân con quạnh què, Phật lấy làm đau dạ lắm con. Trong khó khăn giữ phận vẹn tròn, ai xem đến mà không kinh mến. Sẽ có gió xuôi chiều thổi đến, con chớ lo bờ bến khó kề. Khi con về dắt chúng theo về, Phật nơi chốn liên quê luôn đời. Con ráng chịu từ đây đến hồi, cuộc trùng lai đền bội công lao. Kẻ tu hành thoa giả khát khao, người nhân đức phỉ câu mong ước. Cảnh đau khổ tan như mây nước, cuộc lao lung sẽ được giải trừ. Ấy là ngày thế giới an cư. Con ráng dắt cho người đến đó, từ đây dẫu có nhiều khăn khó. Vì yêu dân chớ có nản lòng,
Mượn phàm thân cứu khách chẳng hồng, thói thường chết con đừng nghĩ nữa. Có cái chết con cần nên lừa, nên chết lòng tưởng nhớ xấu xa. Chết tánh tham và chết lòng tà, chết những việc gọi là bất thiện. Chết mắt thấy sắc chi chẳng nghiền, chết tai nghe đủ tiếng không mê. Chết mũi mùi chi chẳng khen chê, chết lưỡi nếm vị gì không chấp. Chết thân chẳng nhiễm khi đụng vật, chết tâm không vương mắc sự nào. Chết hết lòng ô nhiễm trần lao, chết cả tánh chấp câu nhân ngà. Chết hận giận chết đều vui tráng, và chết luôn lòng giả ghét ghen. Chết lời nhớ chết ý đây hèn, các việc quấy đều nên chết cả. Được như thế tất là thông thà, không lúc nào trong giả buồn rầu. Kẻ tu hành ở buổi ban đầu, làm theo đấy sẽ mau nên đào. Con kha nhớ để khi truyền giáo, nhắc cho đời được hiểu làm theo. Cõi hồng trần còn lắm nạn yêu, dân chung sớm nên theo đạo lý. Nói xong Phật quả quan hồi vì, ta cúi đầu lại ta theo sau. Tự thấy lòng vui biết ngẩn nào, cảm ơn Phật kể sao cho hết. Kể từ ấy tâm trần đã chết, sự nhiễm ô tiêu diệt sạch không. Tuy đeo mang thân xác cõi hồng, mà đã chẳng còn lòng mến tục. Nơi nào cũng xuống pha lẫn lúc, mi tâm không hề trói buộc nơi đâu. Vì muôn đời tỉnh giấc mê sầu, phải giả dạng đủ màu thế sự. Muôn đổ dữ vào trong đám dữ, muôn cứu hiện dùng sự rất hiền. Miễn sao cho người rõ tục tiên, mặt thân xác biến quyền nhớ sạch. Mộng mai cũng trắng đen khá vạch, để cho minh là Phật hay phàm. Lời đây khuyên nếu chịu dình kham, không nên đạo đây cam chịu tội. Bởi thương mến nhân sanh vạn bồi, nên đem lời Phật gọi kể ra. Chuyện tăng sư ở chốn thiền gia, cũng kể nốt để mà hiểu rõ. Việc hiện hữu là điều thật có, còn duyên xưa chuyện đó ly kỳ. Cõi thế gian bất luận việc gì, đều có hệ với khi trước cả. Muốn già trẻ tin câu nhân quả, cho nên đây mới kể cạn lời. Nếu xét qua tiền kiếp mọi người, sanh khắp chỗ không nơi nào chẳng. Nợ vay trả với nhau nhiều chẳng, không một ai mà chẳng nợ ai. Người ở đông có nợ ở tây, kẻ nam lại đã vay nghiệp bắc.
Qua đất rộng nhưng mà thấy chật, đừng tưởng xa không việc liên can. Lời kể qua thật rất rõ ràng, nghiệp xưa vi thân đang hiện sống. Nếu sư chẳng nhờ lời trong mộng, biết trả giấy đâu đặng hiểu ra. Phật khó trong nhưng chẳng ở xa, mọi việc của người ta đều biết. Phật thấy rõ chúng sanh tạo nghiệp, tùy cơ duyên cứu vớt cho ra. Lòng từ bi rộng lớn sâu xa, không hề để bỏ qua một kẻ. Xin lớn nhỏ xét cho rốt lẻ, để khỏi đau lòng kẻ đại bi. Nhớ kỹ rằng đây nói lời chi, dựa theo bóng quyền vi mà nói. Xin ráng đọc chớ này mệt mỏi, đọc để cho rõ môi chánh tà. Xem ngàn lần mà chẳng hiểu ra, cũng đừng chán hãy mò đọc mày. Cố đọc riết có ngày sẽ thấy, chừng thấy ra chỉ khai móng tay. Nơi xa ngàn ta vẫn còn đây, việc không hiểu hỏi ngay chớ ngày. Ngày nào cũng trong tinh thơ lại, đêm vẫn luôn chờ thấy mộng lành. Thấy ai người thật chí tu hành, kể sao hết đi nỗi tình yêu mến. Hồn ta biến thường hay lui đền, biến thăm người tu luyện chân thành. Mỗi lần nghe có tiếng chim xanh, trong lòng thấy muôn nghìn nao nức. Biết rằng có người chân đạo đức, cành sen nơi cõi Phật nở ra. Trên đầu kia có ánh sáng loàn, hương công đức bay ra thơm ngát. Ngồi một chỗ có thần đem trác, hả không vui khi được tinh lành. Một thân nhưng chẳng sống riêng mình, sống với khắp nhân sinh thế giới. Hỡi quê nhà ráng chung một khối, cho hồn kia cảm thấy lòng đây. Trong tâm không để vắng một ngày, cùng biết nhớ cùng gây được việc. Một ngày quên một ngày rất tiếc, giữ cho lòng khăng khít nhau luôn. Vui cùng vui buồn hay cùng buồn, mượn bút mực thay cơn hội ngộ. Một phen này khai cho nên lầu, để thông đường đây đó lại qua. Ở nữ nam lưng nhỏ quê nhà, khá nghiêm kỹ lời ta vừa nói. Nơi xa xôi vài lời nhắn gửi, tạm gọi là giải nỗi nhớ thương. Xin chúc lành khắp hết thôn hương, khuyên ráng giữ vẹn đường đạo đức. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát.